chồng Minh Hằng nhắn nhủ xúc động đến vợ, lần đầu tiết lộ giới tính con đầu lòng. Hơn một năm sau đám cưới đẹp như mơ, ông xã Minh Hằng lần đầu tiên có những chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Minh Hằng và ông xã vừa có chuyến du lịch tại biển cùng bạn bè và gia đình để đánh dấu cột mốc đáng nhớ kỷ niệm một năm ngày cưới. Nhân dịp này, nữ ca sĩ thực hiện một đoạn clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi sinh con đầu lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Hằng tiết lộ về giới tính của thiên thần nhỏ. Theo đó, nữ ca sĩ và ông xã sẽ chào đón một quý tử có tên thân mật là Cục Mỡ. Cả hai hạnh phúc chờ đợi ngày đón hoàng tử nhỏ chào đời. Đáng chú ý, chồng doanh nhân của Minh Hằng cũng lần đầu có những chia sẻ trước công chúng. Anh tâm sự hành trình đi tìm con của cả hai rất vất vả, khó khăn và không phải có tiền, có công nghệ cao là làm được. Với anh việc này còn phụ thuộc vào cả may mắn và duyên số. Ban đầu anh cũng không có nhiều kiến thức nên phải cùng vợ tìm hiểu. Anh xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến con trai từ khi còn trong ống nghiệm được đưa vào cơ thể vợ mình. Anh tâm sự, nhìn con hình thành từ từ, lớn lên từng ngày, trò chuyện, vui đùa và kết nối với con mà vợ chồng thật hạnh phúc. Cũng nhân dịp kỷ niệm một năm, nam danh dân lần đầu trải lòng về cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên Minh Hằng. Anh nhắn nhủ vợ, mỗi ngày trôi qua, chồng thấy hạnh phúc khi được sống cùng vợ. Hành động vui nhộn khó lường của vợ đôi khi cũng khiến tôi bật ngửa. Tình yêu của vợ khiến chồng trẻ trung hơn, lạc quan, yêu đời hơn và tự tin phấn đấu hơn. Chồng mong gia đình mình sẽ mãi giữ lửa và tràn ngập tiếng cười như 7 năm qua. Cảm ơn vợ đã yêu chồng, chịu đựng và hy sinh rất nhiều để có bạn Mỡ cho gia đình ta thêm phần náo nhiệt. Chồng yêu vợ. Ông xã Minh Hằng dành những lời xúc động gửi tới vợ. Minh Hằng và ông xã doanh nhân bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn. Trước khi nữ ca sĩ được cầu hôn vào tháng 3 năm 2022, cả hai đã có khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng. Tại hôn lễ vào tháng 6 năm 2022, những hình ảnh về chồng cũng được Minh Hằng giữ kín. Sau khi kết hôn, Minh Hằng khiến nhiều người ghen tị khi được ông xã doanh nhân cưng chiều hết mực. Hiện tại, người đẹp đang mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Kể từ khi làm mẹ, Minh Hằng luôn chú ý tới việc giữ gìn sự an toàn cho mình và em bé sắp chào đời. Người đẹp tích cực và chú ý luyện tập để có sức khỏe tốt nhất trong thời gian mang bầu. Ông xã cũng tạm gác lại công việc để ở bên chăm sóc, giúp vợ thư giãn tinh thần, bồi bổ sức khỏe, duy trì trạng thái tốt nhất khi mang thai. Cặp đôi cũng tích cực chuẩn bị những điều tốt nhất để chào đón con đầu lòng. Minh Hằng chốt đơn 2 căn biệt thự hạng sang để làm quà cho quý tử sắp chào đời.